Nghĩ của tôi cũng như là những cái gì mà tôi thấy rằng là một người công dân cần phải làm thì tôi làm thôi. Thì như quý vị cũng biết rằng là đụng đụng thì nó phải chạm và sụp là phải đổ. Đó là những cái gì mà tôi đã nói rất là lâu rồi. Khi bắt đầu vào cái câu chuyện này, vào cái cuộc chiến này thì tôi cũng đã từng nói với quý vị rằng là tôi đã chấp nhận đánh đổi tất cả những gì có thể. Nhưng may thay lầm thay là đến giờ phút này thì ở đâu đó mọi người đã nhận ra một cái giá trị sống của tôi, là cổ vũ tôi. Và hiện nay thì quý vị cũng thấy rằng là giữa cái thiện và cái ác nó rõ ràng lắm rồi, rất rất là rõ ràng. Nó có hai con đường mà chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ, phe tà và phe chánh. Thì quý vị cũng biết rằng là tôi muốn nói lại sơ cái câu chuyện mà ngày hôm nay tôi mới bắt đầu thực sự là tôi nói cho quý vị hiểu rằng là tất cả những gì tôi làm đều có những cái lý do, mà lý do này không phải cho bản thân tôi mà là cho cộng đồng, quyền lợi cho xã hội. Thì quý vị cũng biết là câu chuyện bắt nguồn từ thằng Võ Hoàng Yên. Thì Thì quý vị quý vị cũng cũng biết biết rằng rằng là là nó nó đã nằm trong một cái tôn giáo tịnh độ cư sĩ và lợi dụng cái tôn giáo đó để mà đi chữa bệnh, và thầm thêm một cái nữa là thêm một cái vấn đề tâm linh bắt ma bắt phong. Nghĩa là nó đưa chúng ta vào những cái thế gọi là ma mị mê hồn trận. Và khi mà nó chữa bệnh không được thì nó nói rằng là nghiệp nặng quá. Còn khi mà chữa bệnh đó, thì quý vị biết là 4.000 cái clip và biết bao nhiêu truyền thông đã lăng xê nó lên. Và hôm nay chính tôi là người lăng nhục nó và cái tập đoàn của nó. Và quý vị cũng thấy rằng là sau một cái thời gian 5 tháng như vậy á, thì gần như là clip của nó gỡ hết từ từ. Những người lăng xê nó lên á, thì bị tôi lăng nhục bây giờ cũng rất là ngại ngùng né tránh. Và đâu đó cũng còn cay cú. Quý vị cũng thấy rồi đó. Thì sau đó thì kết hợp thêm cái câu chuyện nữa là với anh Hờ Lờ. Nó cũng như là một định mệnh nha quý vị. Là sau khi mà cái cuộc chiến xảy ra gần hơn 5 tháng qua, thì quý vị cũng biết rằng là những người mà trong cái giới gọi là fan của những con người như thế, nó ngưỡng mộ và nó ra sức quyết liệt tấn công tôi. Thì quý vị cũng biết là một mình tôi đối đầu với tất cả. Thì hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị nghe là tại sao trong trong những cây đa cây đề, trong cái cuộc chiến vừa qua thì quý vị thấy là có hai cây cây đa với một cây đề tấn công tôi, thì không có ra mặt nha quý vị, nhưng mà đâu đó là những cái đồng bọn của tụi nó tấn công tôi. Chứ bản thân hai cây đa cây đề đó thì né tránh. Vì sao gọi là cao thủ đó quý vị? Chứ nếu mà một người đàng hoàng á thì đã ra đối diện với chính tôi và với công chúng rồi, chứ không có núp lùm. Tới ngày hôm nay quý vị thấy rõ ràng là vẫn trong cái dạng mà núp lùm và giật dây cho kẻ khác để mà tấn công tôi. Thì quý vị thấy rằng là tôi nói không hề sai. Một cái tập đoàn rất to lớn, rất hùng mạnh, kể cả rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài, buôn bán Bitcoin, lừa đảo, tất cả các hình thức tập trung lại chỉ một câu cuối cùng chốt hạ là lừa đảo. Thì quý vị đang hai cái nhân vật quan trọng nhất á, mà tôi nhắc hàng ngày hàng giờ á, đến giờ này vẫn im hơi lặng tiếng, không lên tiếng, nhưng mà giật dây tất cả cho những con người mà sẵn sàng đối đầu với tôi, sẵn sàng hạ gục tôi, sẵn sàng bêu rếu làm nhục tôi, làm tất cả những gì có thể nhưng rồi sẽ không thể. Thì quý vị biết rằng là trong một cái mối quan hệ á, thì tôi đang muốn nói đến anh Hờ Lờ và anh Đàm. Thì không cần, có sao đâu, bình thường mà. Xích ra kia xíu đi. Cây đa cây đề quý vị biết rằng ha, một bên thì fan á, là cuồng về yêu yêu về vấn đề mà đồng bóng và ma mị trong vấn đề mà gọi là món ăn tinh thần. Một bên á, thì bị mê mê hoặc bởi vì sự mà ma quái lường gạt dối trá bệnh hoạn. Quý vị thì quý vị biết rằng là khoảng chừng một tuần nay thì quý vị cũng biết là anh Đờm lên đá xéo công kích tôi dữ dằn lắm. Thì trước khi mà tôi nói câu chuyện này thì quý vị biết là tại sao mà anh Đờm xót xa như vậy không quý vị? Thì tôi cũng nghe một vài người bạn ở trong giới showbiz á nói với tôi, thì trước đây á thì anh Đờm không là cây đinh gì cả. Thì khi anh Đờm đi qua bên Mỹ á ca hát á, thì anh Hờ Lờ á mới nâng đỡ lên. Thì hai người đấu kiếm quyết liệt, thì anh Hờ Lờ đó quý vị nâng đỡ anh Đàm lên.
Nhưng mà sau một thời gian là vừa đấu kiếm với nhau rồi thì lại có em của anh Hờ Lờ là anh Lương gì đó, anh Vũ gì đó cũng xuất hiện. Thế là anh Đờm đem lòng yêu anh Vũ đó, thì anh Hờ Lờ mới thất tình tự tử bên Mỹ nha quý vị. Đây là sự thật dĩ dãn dơ giá nha quý vị. Tôi dám nói, tôi dám chịu trách nhiệm, tôi chả sợ mẹ gì hết, làm đơn thư tôi đi, tôi sẵn sàng đối đầu. Đây là những cái sự thật rất thật. Sau đó rồi á, là cái cuộc đấu kiếm đó nó dừng lại thì làm cho anh Hờ Lờ rất là đau khổ. Mà thế chỗ anh Hờ Lờ là em của anh Hờ Lờ đó, thì cũng về sống chung với nhau. Thì đó là cái cảnh sống, cái cách sống mà người ta thích đấu kiếm là chuyện cá nhân của người ta. Và vì ân tình đó đó mà anh Đờm thật là đau khổ. Cho nên muốn trả thù trả đũa giãy giụa trong một cái sự quằn quại mà không biết làm gì tôi, cho nên mới cấu kết với con Việt Hà. À, mới mượn tay con Việt Hà và một số gọi là đạo diễn Hoa Hạ, rồi bắt đầu mới cấu kết vô nó, tóm lại là một cái giới coi như là công kích để trả thù tôi. Thì gần đây quý vị cũng biết rằng là tôi là một cái người dám nói thật nói thẳng, và quý vị hãy nghe những cái đoạn ghi âm mà anh Đờm ảnh lên ảnh nói như thế này với công chúng, và ảnh nói rằng ảnh sẽ san bằng tất cả mọi thứ. Thì quý vị nghe xem rồi sau đó rồi chúng ta sẽ bình bầu xem có tư cách này có còn tồn tại hay không, hay là vẫn đang ảo tưởng sức mạnh nha. Một khi mà tôi đã xúc là tôi múc thật sự luôn chứ tôi không có ngại đâu. Nếu quý vị chơi mà cái kiểu mà không dám kêu tên tôi mà đá xéo tôi hỗn láo kiểu này á, là riêng bản thân tôi là tôi không bỏ qua đâu quý vị. Cho nên tôi không ngại kêu tên ra. Có nghĩa là trước đây á, anh Đờm lên là nhờ Hoài Linh, anh Hờ Lờ nâng đỡ từ bên Mỹ, hai người đấu kiếm nhau quyết liệt. Sau đó rồi bắt đầu anh em của anh Hờ Lờ xuất hiện, thì bắt đầu là anh Đờm mới là ngã qua anh em của anh Hờ Lờ, rồi hai người đấu kiếm nhau thì anh Hờ Lờ cũng thất tình, cũng tự tử bên Mỹ, cũng chết đi sống lại chứ đâu phải vừa gì đâu. Thành ra có những cái mối tình, những cái dĩ dãn thâm sâu, những cái mối tình nghiệt ngã nó được che đậy rất là kỹ, nhưng mà làm sao mà che được hết tất cả. Cho nên đó là lý do mà tại sao á hôm nay á là đau đớn cay cú lắm, muốn làm một điều gì đó nhưng gần như là bất lực. Cho nên chỉ còn phong long phong gió thì thôi, chơi mẹ nó toẹt trước công chúng đi cho nó rõ ràng. Và tôi muốn cho quý vị thấy rằng là cái sự ngưỡng mộ nó còn hay không, thì qua cái bình bầu ở trên công chúng như thế này nè, để cho họ bớt ảo tưởng sức mạnh và bớt mất dạy đi. Từ cái cách ăn nói xưng hô với công chúng cho đến những cái gì mà tôi chấp, tôi kêu thẳng tên và tôi kêu thẳng mặt ra luôn, chứ tôi chẳng có cần gì phải nói xỏ nói xiên cả. Vì tư cách đó không xứng đáng. Dù có ca hay 1.000 lần, có tài 100 lần mà không có đức, không có văn hóa thì vứt. Đó, cho nên riêng tôi sẽ để cho quý vị bình bầu. Thì bây giờ tôi đề nghị quý vị hãy nghe những lời phát biểu. Quý vị cũng biết là anh Đờm phát biểu trên công chúng rất là sốc đối với những người cựu chiến binh, những người lớn tuổi và đã va chạm với những cái nghệ sĩ lớn tuổi. Rất là sốc, phải nói là mất dạy. Và hôm nay quý vị hãy nghe những cái câu nói từ anh Đờm và tại sao anh Đờm lồng lộn như một con chó điên, muốn 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 là một vật hy sinh để là lê lai cứu chúa, hay là để đối đầu với công chúng, để đầu với lại anh cái TV 14, hay là đối đầu với tất cả chúng ta. Thì một lần nữa đó, tôi sẽ để cho tất cả quý vị á, và kể cả những fan cuồng á, hãy vô nhìn cái cộng đồng mạng này bây giờ người ta thông minh như thế nào. Thì bây giờ quý vị hãy nghe qua những cái thông tin này từ miệng từ miệng anh Đờm nói ra nha quý vị. Nhờ nhờ Tân mở lên giùm cô. Hay cộng tác viên gì đó Tôi là tôi quốc thường thẳng mặt xuyên à, tôi chui không vào trong mạng ngại. Facebook của Hưng, một số nghệ sĩ khác bắt đầu giật tít hoặc tìm thông tin xong rồi đem về để gắn vô những cái thông tin mà quý vị tự bịa đặt ra. Các em ơi, các em lớn rồi, đi học đã thành tài, đi kiếm sống được rồi, làm ơn banh cái đầu chó của mình ra đó nha, để mà hiểu và làm người lớn một chút xíu. Đừng có cái kiểu như vậy nữa, để em không bao giờ làm được chuyện gì lớn trên cuộc đời này ha, không bao giờ thành công được. Còn ở trên á, con nít nó ngu thì cũng còn có người lớn mà dạy, ở đâu mà cả một chùm một lũ ngu theo như vậy đó. Tụi bay sống bằng cái kiểu này hả hay sao? Đây là cái nồi cơm của tụi bay hay sao? Tụi bay kiếm lộn người để chơi rồi nha. Đàm Vĩnh Hưng không phải là cái loại người để tụi bay chơi cái kiểu đó nha. Còn để cho tao biết được đứa nào mà chính xác á dám đứng trước mặt tao, tao không đục tao làm con chó nha, đánh thẳng cái mặt tụi bay luôn. Nói cho biết trước một lần nữa nha. Và
Đàm Vĩnh Hưng sẽ chính thức làm việc với thanh tra cục báo chí, thanh tra bộ thông tin để đưa tất cả những cái thứ này ra ánh sáng, để cho nghệ sĩ lâu nay phải chịu áp bức rất là nhiều, chịu tụi bay muốn nói gì nói đó, muốn viết cái gì thì viết, muốn đè bẹp thì sao đè bẹp đó. Tụi bay nghĩ tụi bay có truyền thông tai to miệng lớn, tụi bay ăn hiếp nghệ sĩ, ok, thử chơi với tao coi nha, và tao sẽ thử chơi với tụi bay coi như thế nào. Là cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhưng tụi bay vẫn ngoan cố, đó là tiêu chí và cái nhu cầu và cái trò chơi của tụi bay là như vậy. Ok, được, thì tao sẽ chơi với tụi bay một lần cho biết nha. Chính tụi bay là những người làm cho độc giả và khán giả khắp mọi nơi luôn luôn nghĩ xấu về nhà báo, người báo chí, báo nhà báo đó là ăn tiền hay là viết bịa đặt, người ta chửi là chửi chung báo chí, nhưng mà người ta do chính tụi bay là những người đã làm ra những cái tội này, và những người nhà báo chân chính khác á, phải chịu ảnh hưởng theo đó, phải chịu tất cả những cái thói tật xấu này và bị người đời người ta chửi rủa là cho tụi bay nha. Kênh 14 rất nhiều năm nay rồi nha, chứ không phải là một lần này đó. Những cái đứa phóng viên quèn, những cái đứa tầm bậy tầm bạ đem về hợp tác giật câu tít, miễn là có nhiều view, nhiều người vô xem là tụi bay thành công, là tụi bay bán được quảng cáo rồi, đúng không? Cuộc sống của tụi bay là như vậy, đúng không? Chén cơm nó mà sớ lên ăn vậy đó, có thấy ngon lành hay không? Thấy không? Có thấy yên ổn hay không? Hay là tới con cháu tụi bay sẽ chặn chịu những quả báo đó nha. Mình gieo ra cái gì đó sẽ nhận được cái đó hết, và con cháu tụi bay sẽ nhận chứ không ai hết. Và gần nhất là tụi bay đó, không lâu đâu nha, xe cán đó, bệnh hoạn hay là xét đánh trời đánh, tụi bay cũng sẽ tới liền bây giờ luôn. Tao nói là sẽ có nha. Ngày hôm nay tao không có giữ mặt mũi, thể diện hay hình ảnh cái gì nữa hết trơn á. Tao cũng là con người và tao cần bảo vệ cái hình ảnh con người của tao đó, và cái quyền của tao đó. Còn tụi bay thích chơi cỡ nào tao chơi cỡ đó đó. Tao không có sợ, tao đã làm như vậy là tao không có sợ thằng nào con nào hết nha. Tao nói cho mày biết, rất nhiều nghệ sĩ đã chịu oan ức và chịu đè đó, chịu rất nhiều những nỗi oan. Tụi bay viết bài này bài kia, chửi bới hoặc là bươi móc họ các kiểu, không ai dám lên tiếng. Tao sẽ lên tiếng. Ngày hôm nay là chính thức Đàm Vĩnh Hưng rõ ràng nha, không phải một thằng nào khác hết nha, sẽ tuyên chiến với Kênh 14 và rất nhiều những tờ báo khác nữa. Tụi bay nên nhớ, tụi bay bây giờ là về nhì rồi nha. Lộn Đàm Vĩnh Hưng với ai rồi nha, từ hồi xưa tới bây giờ luôn, từ ngày mới khởi nghiệp tới bây giờ tao vẫn là như thế này nha. Tao chỉ đàng hoàng và tao rất cần chứ, ca sĩ nghệ sĩ cần tin tức, cần truyền thông, cần báo chí chứ, rất cần. Và tụi bay cũng cần tụi tao nữa để mà cùng nhau mà hiện diện và tồn tại. Người ta sao có thể chó đẻ như vậy hả? Tụi bay khốn nạn như vậy đó. Cha mẹ tụi bay dạy, đào tạo tụi bay ra như vậy hả? Cuộc đời nhà trường dạy tụi bay ra để làm những cái trò như vậy hay sao? Tao sẽ lên tiếng và chắc chắn tụi bay sẽ được dòm ngó. Tin đi, tao đã không làm thì thôi, tao làm là chắc chắn phải có kết quả nha. Tao nói cho mày biết, nhiều nghệ sĩ lâu nay họ âm thầm họ chịu đựng lắm ha. Và tụi bay đã từng làm ra tay và hại rất nhiều những cái hợp đồng quảng cáo của người khác, những cái danh tiếng người ta bị tụi bay hãm hại rất nhiều. Ngày hôm nay tao sẽ là người nói ra hết tất cả những điều sự thật đó, và yêu cầu tất cả các khán giả, độc giả khắp mọi nơi phải biết lựa chọn cho mình những cái gì đáng để đọc nhất. Đừng tự biến mình thành những con mồi của tụi này nha. Nhất là cái trang Kênh 14 nha, người ta hay gọi là Mương 14 đó, là tụi này nè đó. Mày thích thưa kiện không? Thưa đi nha. Tao đã lên tới như thế này rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chơi tụi bay nha. Còn một lần nữa, Hưng cũng xin lỗi tất cả. Quý vị nghe nó nóng gà không quý vị? Nữ hoàng ông hoàng nhạc đó quý vị. Đó, chửi công chúng, chửi khán giả như chó. Có sai không quý vị? Vậy thì quý vị nghĩ rằng là tại sao, động cơ nào mà nổi điên lên dữ vậy? Đó, ông hoàng, tư cách của ông hoàng đó quý vị. Ông hoàng mà chửi khán giả là con ngu thằng ngục, rồi chù cho xe cán, rồi nói chung là tất cả những gì á, thì quý vị thấy rằng là như thế nào quý vị? Chúng ta có còn nghe những cái người đó nữa không quý vị? Tư cách đạo đức
của một con người mà đi lên chửi như vậy á, thì so với lại tôi chỉ là một doanh nghiệp bình thường, không phải là người của công chúng. Vậy thì nếu như quý vị á nghe như vậy, quý vị có thấy sốc không? Và quý vị nghe tận lỗ tai anh Đờm chửi cộng đồng mạng như thế nào, và cộng đồng mạng đã nuôi anh Đờm bao nhiêu năm nay như thế nào, và ngày hôm nay á, những người nào đi thần tượng anh Đờm mà để đi chống đối lại cái tốt cái đẹp á, thì á, có thấy xấu hổ khi mà mình đi thần tượng một người quá mất dạy không? Đàm Vĩnh Hưng, ta kêu thẳng mày ra tao chửi nó, Đàm Vĩnh Hưng, mày là thằng mất dạy. Mất dạy với công chúng và vô ơn với đồng bào, vô ơn với cộng đồng mạng đã nuôi mày, cho mày có nhà ở, xe đẹp, mày đi quần áo hiệu mày mặc. Mày là thằng vô ơn bạc nghĩa với cộng đồng, mày là thằng mất dạy. Tao Nguyễn Phương Hằng kêu thẳng mày ra chửi nè, mày thưa đi Đàm Vĩnh Hưng, mày không cần phải thưa kinh 14, 15 báo chí mẹ gì hết. Vì báo chí á, nó đã theo bảo vệ mày với thằng hờ lờ nhiều rồi, chứ không phải là báo chí nào mà đi nói xấu tụi mày đâu, không làm lại tụi mày đâu. Đúng không? Bây giờ quý vị cứ bình bầu coi, nếu như mà quý vị tẩy chay thằng Đồm với thằng hờ lờ á, và cái con hồng dân đó, quý vị thả số 1 hết cho em đi, để cho nó bớt ảo tưởng sức mạnh đi, để có cộng đồng này có cần nó nữa không. Mày vô đây mày coi nè, tụi nghệ sĩ, mày vô đây mày coi tất cả những người mà đang sống chính nghĩa mà bị tụi mày rủa xả, nuôi tụi mày bao nhiêu năm, tụi mày hãy nhìn người ta bình bầu mày nè, một cách công khai minh bạch, nghe những lời mày chửi xong á, những cái fan nào hâm mộ mày vô đây thả luôn nè, vô đây coi luôn giùm nè. Đó, quý vị nghe nó chửi chưa? Đó, chửi cái là chửi. Vậy thì hỏi quý vị nha, nó là một người đi ăn tiền của công chúng, đi ca hát cho công chúng, làm vui cho công chúng, nó chửi như vậy đối với tôi là một công ty, một doanh nghiệp bình thường, có nghĩa địa gì không quý vị? Con ngu thằng ngục, rủa xe cán xe rồi, là nghĩa là chửi những cái từ ngữ không thể tưởng tượng được. Cái này dành cho những cái thành phần bất hảo mà gọi là tâm hồn, gọi là nổi loạn á. Chứ đâu có thể nào mà một người gọi là ông hoàng nhạc Việt mà đi lên chửi công chúng, chửi mà đụng thế này kia. Bữa nay tao chính thức tao đụng mày nè, Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ mày muốn thanh tra chính phủ vô á, mày muốn hay tao muốn? Mày trả lời lại dưới một lần nữa đi. Cho nên mày đừng có nói rằng là đụng lộn chỗ, là tao đụng không bao giờ lộn chỗ, tao đụng đúng chỗ luôn. Và vì sao mày điên tiết lên như vậy thì mày là hiểu hơn ai hết. Vì cái đám nghệ sĩ của tụi mày á là một đám bẩn thỉu, lừa dối cộng đồng, lừa dối thiên hạ. Cho nên á, tụi mày bị tẩy chay là đúng rồi, từ tư cách đạo đức của tụi mày á. Bây giờ mày muốn đại diện hả, mày muốn nhảy lồng lộn lên để mày thể hiện anh hùng hả? Tao chính thức tao chơi với mày nè Đàm Vĩnh Hưng, mày kiện tao ra đi, tao sẵn sàng ra tòa với mày. Mày không cần kiện báo chí mấy anh em làm YouTube, vì cái tư cách sống của mày như thế nào thì người ta mới tẩy chay tụi mày. Và mày muốn trả tình trả nghĩa cho thằng hờ lờ một thời tụi mày đấu kiếm với nhau, bây giờ mày đứng ra mày muốn bảo vệ đúng không? Tao chính thức kêu tên mày là Đàm Vĩnh Hưng. Bữa nay tao chính thức tao kêu mày ra, tao chơi tao đôi với mày nè. Tao không bao giờ chơi né, mà không bao giờ biết kêu xỏ ai hết, chửi thẳng mặt luôn, khỏi cần phải kêu né gì mẹ hết trơn. Mày cứ kiện tao đi, nhân phẩm mày có không? Mày chửi cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước như thế này, mày có nhân phẩm không? Mày đủ tư cách để mày đi chửi không? Ai nuôi mày? Ai cho mày xe đi? Ai cho mày nhà đẹp mày ở? Mày cống hiến con mẹ gì? Mày đi bán, mày đi ca đi hát mày cũng lấy tiền, với mày cống hiến cái gì? Mà mày tư cách gì mày chửi người ta, cộng đồng mạng những cái lời bất dạy đó. Vậy thì quý vị nghĩ rằng tôi nói những cái gì so với lời một thằng gọi là ông hoàng nhạc Việt á lên phát biểu, quý vị nghe làm sao? Nghe có nổi điên không quý vị? Nghe có muốn tán thẳng cái mặt nó không quý vị? Mày hù ai vậy? Mày xỏ xiên ai vậy? Chửi là chửi công khai, kêu tận tên ra chửi, không bao giờ núp lén. Đó, mày nhìn coi người ta có còn bình bầu mày nữa không. Rồi những cái fan hâm mộ tụi mày á, nghe mày chửi như vậy á, tự thấy lương tâm mình á, ủng hộ những con người đó đúng không? Tao đâu có lạ gì mày đâu. Mày có bao nhiêu đại gia chơi với mày, một tiệc sinh nhật của mày bao nhiêu đại gia tới tặng quà cho mày, ngưỡng mộ mày, với riêng chị Hằng này không có đâu Đàm Vĩnh Hưng. Mày nhớ kỹ, tao đã từng gặp mày một lần ở trong cái shop Milano mà mày đứng kế bên tao, tao không thèm giờ mày là ai nữa. Cuối cùng mày phải lại mày chào tao trước mà. Mày nhớ kỹ đi. Mày là ai?
mà mày đi chửi khán giả, mày chửi thậm tệ khán giả như vậy thì khán giả nào, có người nào có lòng tự trọng có nghe mày, có muốn nghe mày hát nữa không? Rồi những cái fan hâm mộ mày á, nghe mày chửi như vậy á, nghĩ sao? Còn hâm mộ mày nữa không? Đó, mày nhìn đi, mày nhìn đi, rồi mày thấy, sẽ thấy rằng cái hậu quả của tụi mày gây ra, tất cả người ta sẽ tẩy chay tụi mày là đúng. Rồi tương lai mày đi đâu về đâu, với cái số tài sản mày đang có, mày tồn tại được bao nhiêu năm nữa, ai mà mời mày đi ca đi hát nữa? Tụi bay bị tẩy chay là đúng rồi, tụi bay thương hiệu, tụi bay quảng cáo bị gỡ ra là đúng rồi. Tụi bay nên nhớ rằng cộng đồng mạng bây giờ mạnh lắm. Không phải là người ta ngu dốt để cho mày ăn đồng tiền của người ta, mày quay lưng mày chửi người ta thậm tệ, mày rủa người ta xe cán. Mày rủa ai? Trong đó có tao nữa nha. Như đó là mày đủ ăn bọc tai rồi. Mày phải kêu đúng người đúng tên ra chứ mày đừng chửi, nghĩa là chửi tập thể như vậy. Quá mất dạy. Bữa nay tao chính thức tao kêu mày ra đó. Không cần ai cả. Tao nghe tao nực lắm luôn. Mày là cái gì? Thế quý vị thấy rõ ràng không? Một lần nữa đó chúng ta lại chứng kiến thêm văn hóa, cái cách ứng xử của cái giới mà gọi là cái đám nghệ sĩ đó quý vị. Thấy mỉa mai chứ quý vị, nó chửi mình như chó. À, con ngu thằng ngục. À, nó chửi tập thể luôn đó quý vị thấy chưa? Vậy thì ai còn ngưỡng mộ nó nữa không? Ai còn cổ vũ nó nữa không? Cổ xúy cho nó và cái thằng hờ lờ nữa không? Tôi nói đâu có sai đâu quý vị. Những chiếc mặt nạ nó từ từ nó rớt xuống. Vậy thì quý vị thử nghĩ xem, tôi chưa công kích thẳng cho nó mà nó đã lên nó chửi tất cả như vậy rồi. Còn tôi một mình, bao nhiêu người chửi rủa tôi suốt 5 tháng nay. Tôi quá lịch sự. Tôi quá lịch sự quý vị. Mặc dù tôi chẳng là cái gì, tôi chẳng phải là nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, MC con mẹ hết. Tôi chỉ là một doanh nghiệp rất bình thường. Nhưng đâu đó tư cách tôi không đến nổi. Đúng không quý vị? Có những lúc cao trào. Nhưng mà so với lại một ông hoàng giặc Việt ấy, mà mọi người tôn sùng ngưỡng mộ, bao nhiêu triệu hâm mộ, bao nhiêu triệu fan hâm mộ đó. Tụi bay vô tụi mày nghe đi. Những cái fan hâm mộ đó vô nghe nó chửi dân chúng đi. Trong đó có cha mẹ anh em tụi bay đó. Bởi vì bản thân tụi bay ngưỡng mộ, nhưng cha mẹ anh em tụi bay chưa chắc đã ngưỡng mộ, thì nó chửi cha mẹ anh em tụi bay, tụi bay nghe đi. Phải nói như vậy mới tỉnh ra. Còn nếu không á, là thần tượng cuồng điên, không biết đúng biết sai gì cả. Đúng không? Bây giờ tụi bay đi ngưỡng mộ nó mà nó chửi cha mẹ anh em dòng họ tụi bay đó. Tại vì nó chửi là chửi chung, đâu chửi cá nhân ai đâu. Nó rủa ai cũng bị xe cán đó, quý vị thấy chưa? Vậy thì tôi thanh lọc đâu có sai đâu quý vị. Đó, phải không? Tôi nói thật với quý vị á, trong một cái cuộc chiến đấu vừa qua 5 tháng tôi không hề sai. Bây giờ nghe nói là Đàm Vĩnh Hưng bây giờ mày đòi kiện cái kênh 14 á, mày bỏ nó qua một bên đi, mày kiện tao nè. Mày đi kiện thẳng vào Nguyễn Phương Hằng, bữa nay lên trước cộng đồng mạng trong và ngoài nước, chửi thẳng mặt mày là thằng mất dạy nè. Mày kiện tao đi, mày không cần kiện ai, bất cứ một người nào, mày kiện đúng tao đi. Mày mới là anh hùng đó. Mày kiện thanh tra chính phủ, mày kiện tất cả những người nào làm gì, mày kiện đúng tao đi. Tao sẽ thay mặt cho tất cả những người này chơi giống với mày luôn. Và từ ngày hôm nay trở đi đó, mày nhìn coi có ai cổ vũ mày nữa không. Mày đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Tụi mày bị sống ảo. Và hôm nay á quý vị nghe chưa, nghe nó chửi chưa? Vậy thì những người mà làm cha làm mẹ của những cái fan cuồng đó đó là bị chửi hết. Nó rủa chứ không phải nó chửi nha quý vị. Nó rủa, nó chửi và nó xúc phạm nghiêm trọng luôn. Ở đây nó chửi không chừa người nào, chứ không phải là nó chửi một số người như tôi nha quý vị. Một sự khác biệt đẳng cấp khác nhau rõ ràng đó quý vị. Vậy thì trách tôi cái gì? Vậy thì có quý vị có thấy rằng là tụi nó cuồng không? Tụi nó ghê gớm tới mức nào không? Cỡ tôi á mà còn như vậy, huống chi người nào xoàng á, nó bẻ cổ từ đằng trước ra đằng sau. Đúng không quý vị? Tôi nói đâu có sai đâu. Trời ơi, tập đoàn của tôi nó là ghê gớm lắm. Ghê gớm lắm, hùng mạnh lắm. Nhưng mà riêng ai á, bà Hằng này không có bệnh gì cử tụi mày hết. Tao quốc là thẳng mặt, không có nể nang. Bệnh gì cử tụi bay? Tụi bay ăn hiếp rồi, người á không đúng chỗ rồi. Một mình tao chắc tất tay. Cho nên ngày hôm nay á, tao kêu thẳng mày ra Đàm Vĩnh Hưng. Đó, fan nào cuồng mày cứ vô chửi tao đi. Đó, chửi hết tất cả mọi người đang đồng lòng tẩy chay mày với hờ lời với con Hồng Dân đó. Tao kêu thẳng ra tao chửi đó. Toàn là chửi người ta khán giả không, chửi tục chửi tiểu khán giả không. Vậy thì quý vị nghĩ xem,
Nó còn xứng đáng là nghệ sĩ nữa không? Ai thuê mày hát nữa? Thuê mày hát chẳng khác nào thuê mày chửi rồi còn gì nữa. Đó, từ nãy giờ mày nhìn coi có người ta đã đẩy chai mày đó, mày thấy chưa? Mày ảo tưởng sức mạnh đúng không? Từ nay trở đi không ai thuê mày lên hát nữa thì mày còn sức mạnh nữa đâu. Mày hát mày nói tao nghe đi. Tụi mày sống nhờ ai? Nhờ cộng đồng, nhờ xã hội, nhờ mọi người. Thấy không? Mày bỏ tiếng hát ra, mày bỏ công sức ra, mày hưởng được cái gì? Hưởng được vật chất. Nhưng mà phải tôn trọng khán giả chứ đâu phải mày đi chửi tất cả mọi người gì được. Mày là con nít ranh. Tuổi đời này bao nhiêu mà mày chửi tất cả cả nước Việt Nam này, cả người Việt Nam trong và ngoài nước này mày chửi như vậy, thì tôi hỏi tất cả quý vị có còn cái chỗ nào để tha thứ cho nó nữa không? Hay là gặp mày chỉ muốn đục cho mày bể mặt mày thôi? Mày thử gặp những cái thằng mà nó có máu giang hồ, nó quýnh má mày nhận mày không ra luôn. Chứ mày đừng có nói mày Đàm Vĩnh Hưng mày không biết sợ ai. Mày là bầu trời hả? Hay mày là khác, hay là mày là một ngôi sao quyền lực mày trả lời tao coi Đàm Vĩnh Hưng? Bữa nay tao chính thức tao kêu mày ra tao chửi mày đó. Mày thích thì mày kiện tao đi. Mày không cần kiện những người đi làm YouTube. Vì người ta đi làm, người ta có lý do người ta. Mày mất dạy cỡ đó mà ai chịu nổi mày? Đó quý vị nghe rõ ràng không? Tôi nói có sách mách có chứng. Tôi không phải người hồ đồ. Quý vị tận tai nghe nó chửi bao nhiêu lần trên mạng công chúng rồi. Nó coi khán giả là cái gì? Là công cụ của nó. Thấy không? Nó nghĩ rằng nó là gì? Nó là bầu trời, nó phục vụ mọi người là mọi người phải được nghe nó chửi. Thì có một số fan cuồng của mày, bữa nay tôi nói luôn những cái người mà fan cuồng của những cái thứ này á, thì á tụi mày đi cuồng nó đó, nhưng tụi mày đâu có biết rằng nó chửi cha mẹ anh em dòng họ tụi mày. Tụi mày nghe chưa? Tụi mày đi cuồng nó đi. Chuyện nó quá rõ ràng với ban ngày rồi đó. Chối cãi gì nữa. Nếu mà nói trong cái giới nghệ sĩ á, trong cái đám nghệ sĩ á, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người sức sược vô cùng, ăn miếng trả miếng. Không biết vị trí mình là ai, không bao giờ nhường nhịn khán giả dù là một câu. Quất đó là quất lại liền. Vậy thì chẳng lẽ đó, cộng đồng mạng không nhìn ra cái văn hóa đạo đức tư cách của mày, mày làm đơn mày thưa đi. Cho những cái người lãnh đạo người ta nghe cái giọng ca tiếng hát của mày với những cái mà mày chửi cả dân tộc Việt Nam này trong và ngoài nước á, thì mày còn tư cách gì nữa không? Mày hãy trả lời cho tất cả những người mà yêu tinh thần ca hát nghệ sĩ đó, có còn xem mày là cái gì nữa không? Qua những cái lời chửi của mày, công kích trên công chúng mà chửi thẳng như vậy á, có còn ai muốn nghe mày ca mày hát nữa không? Gì đây? Đó, quý vị thấy tôi nói đúng không quý vị? Và nó đi qua bên nước ngoài cũng vậy. Nó giống như là muốn phản động rồi. Không, nó nói là nó muốn sống lại cái thời năm 75. Mày kiện tao đi Đàm Vĩnh Hưng, tao có đủ bằng chứng để chơi với mày tay đôi luôn á. Thành ra mày đừng có đi kiện những cái kênh 14, 15, 16 mấy anh em YouTube mẹ hết á. Mày cứ quất thẳng bà Nguyễn Phương Hằng đi, bản lĩnh của mày có bao nhiêu đem ra chơi hết đi. Bây giờ tao chắc tất cả cái giới nghệ sĩ của tụi mày đó cộng lại hết đi. Chơi với tao nè. Tao đại diện cho những người lương thiện, tao đại diện cho những người mà yêu cái chân thiện mỹ và thật sự á, là tôn trọng những cái cố nghệ sĩ, những người nghệ sĩ chân chính một thời cống hiến á, bị tụi mày làm ô uế hết rồi. Đây là một sự sỉ nhục, biết không? Thế đau lòng không quý vị? Một những cái thằng nít ranh nó lên á, nó làm cho cái giới nghệ sĩ từ xưa tới giờ bị ô uế, bị mang tiếng theo, thế tội nghiệp không quý vị? Người ta cả một đời cống hiến không bao giờ tai tiếng. Còn tụi mày được cổ vũ, tụi mày được dỗ về, tụi mày được nhiều thứ quá. Cho nên tụi mày muốn làm cha, làm ông thiên hạ. Không có cửa đó đâu. Ngày xưa nghệ sĩ người ta khổ lắm, ca sĩ người ta khó khăn lắm, chứ không có tiền, được tiền cách xê nhiều như tụi mày đâu. Bây giờ tụi mày được ăn trên ngồi trước, được mọi người tôn trọng, được lãnh tiền cách xê quá nhiều. Tụi mày coi thường công chúng. Ai nuôi tụi mày? Mày trả lời đi, ai nuôi nghệ sĩ? Tụi bay vô ơn bạc nghĩa. Tụi bay là những người, những cái đứa gọi là không có tâm hồn, thấy không? Cho nên tụi bay mới quay đầu, tụi bay chửi khán giả như vậy. Kể cả con Hồng Dân, rồi bao nhiêu thứ cổ vũ cho cái đám tụi mày chằng chịt với nhau, cấu kết với nhau để chửi tao, để làm nhục tao một thời. Nhưng tụi làm gì được tao đâu. Bữa nay tao chính thức tao kêu thằng Đàm Vĩnh Hưng ra,
Còn quý vị thấy không, hai thằng cái đa cái đề trốn mẹ nó rồi, giật dây cho những đứa khác ra để mà đối đầu với công chúng, chứ hai thằng trốn mẹ nó rồi, hai thằng mày, hai thằng cái đa cái đề ngon xuất hiện đó trước công chúng đi chơi với chị Hằng mới là sáu ảnh nè, anh Tư Bốn đó đó, tụi mày ra đi, tao mới gọi tụi mày là sáu ảnh. Chẳng lẽ có một người phụ nữ như tao mà tụi mày cả trăm ngàn người núp lùm chơi với lại tao nhục thế đó. Mày nhìn đi, mày nhìn có ai ủng hộ tụi mày nữa không, tụi mày đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Cái gì cái với đạo đức tư cách không có là vứt. Có thể sai lầm nhưng không thể mất dạy nha, tôi nói rất là rõ nha, có thể sai lầm nhưng không thể mất dạy với công chúng như vậy nha. Riêng thằng Đàm Vĩnh Hưng là thuộc loại mất dạy, không có đạo đức, không có tư cách và rất là mất dạy, đúng không quý vị? Đó, mày nhìn coi có ai còn cổ vũ mày không sao cái lần livestream này của tao á, thì á mày phải hiểu rằng á mày đừng ảo tưởng nữa. Và một số người đang cổ vũ mày á cũng không thể nuôi mày sống bằng 90 triệu dân này tẩy chay mày đâu nha Đàm Vĩnh Hưng. Mày phải nhớ một điều, mày đang sống trong một cộng đồng chứ không phải một cái tổ chức nhỏ. Cho nên á mày có thể á sai lầm nhưng mày không được mất dạy. Mày không được quyền chửi công chúng như vậy, mày không được hỗn láo như vậy. Thậm chí mày ra đường mày gặp mấy thằng mà nó có máu nó quất cho mày be mặt mày ra luôn. Vì sao? Mày chửi công chúng là mày đủ ăn đòn rồi, đúng không? Mày gom hết mày chửi một lần mày phải kêu tên. Bây giờ tao kêu đúng mày ra tao chửi nè. Đó, mày ngon thì tao với mày chơi nè. Tao đâu có chửi, tao đâu có bao giờ mà tao đi chửi công chúng giống như mày. Tao kêu người nào đúng người đó ra tao chửi. Và quý vị có thấy không, ngày hôm nay á hai cây đa cây đề trốn mất mẹ đó rồi, chỉ thí chốt cho báo nhà báo hai mặt, thí chốt cho những luật sư không có lương tâm, thí chốt cho những cái con điên con khùng, và thí chốt cho những thằng phản động, những con phản động núp lùm. Cuối cùng tụi mày làm được cái gì? Tụi mày là cái bóng tao muôn đời. Còn mày chửi công chúng á, tao chứng minh cho công chúng nghe, hôm nay mày chửi tất cả những người trong và ngoài nước, vậy thì còn ai cổ vũ mày nữa không? Cái này là thuộc loại mất dạy chứ không phải sai lầm. Mày cố tình mày lên mày chửi mà, mày hăm dọa, mày thương kiện và mày chửi, mày rủa người này xe cán người kia là thế này kia đó, mọi người nghe rõ đó. Vậy thì cái dĩ vãng dơ dáy của mày tạo ra cái mày hôm nay trở thành ông hoàng chứ đâu phải là tài năng thật sự của mày đâu, đúng không quý vị? Ngày xưa ai nâng đỡ mày, mày qua Mỹ ai nâng đỡ mày? Thằng hờ lờ nó nâng đỡ mày vì mày với nó đấu kiếm với nhau đó. Quý vị thấy nó sống dơ dáy chưa? Rồi sau đó nó bay qua thằng em đó, thằng hờ lờ cũng một thời thất tình điên đảo, chết lên chết xuống một thời, rồi bây giờ tụi bay ân oán với nhau á. Tụi mày muốn rửa hận cho nhau hả? Đi rửa đít tao biết được chưa, đi rửa hận nghe mắt nhục. Tụi mày đau lắm đúng không? Cái đó là cái gì? Đó là cái hậu quả, cái nhân cách tụi bay gieo mà hôm nay tụi bay phải gặt đó. Nhân cách tụi bay gieo thì hậu quả tụi bay gặt là điều tất nhiên, chối cãi gì nữa. Nhi ơi, mở cái quạt chỗ đó nữa đi Nhi. Tụi bay chối cãi cái gì nữa? Tụi bay là đồ mất dạy. Riêng cái thằng Đàm Vĩnh Hưng á, mẹ mày, mày chửi như đó thôi là mày đều quýnh bầm đầu rồi. Chứ đừng có nói mà mày rồi thưa tao nè, thưa đi, tao sẽ là người đi hầu mày. Từ thanh tra chính phủ á, bây giờ tao nói thật á, tao cung cấp tất cả những cái mày chửi trên công chúng á, tao gửi ra Bộ Văn hóa Thông tin á, mày có đủ tư cách lên hát nữa không? Chứ đừng có nói mày đi thưa ai, tao nghe tao mắc quá đi. Đó, tao sẽ photo cái clip này nè, tao gửi ra Bộ Văn hóa Thông tin nè, tư cách ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nè, có đi hát được nữa không? Mày thưa đi. Nếu mà ở ngoài đó nhận được cái clip mà mày chửi cộng đồng này mà cho mày lên hát, tao đi đầu xuống đất có Đàm Vĩnh Hưng. Mẹ mày, mày tự giết mày rồi đó. Thế tao nói mà, khôn quá hóa dại, ranh ma thì nói vậy thôi. Tao hứa với mày, tao sẽ gửi tất cả những cái gì mà mày chửi cho cộng đồng á, coi mày còn được cấp phép đi hát nữa không, Đàm Vĩnh Hưng. Vậy thôi, quý vị tin tôi không? Quý vị tin rằng tôi sẽ không để nó lên nó hát nữa không? Mày chọc đúng chỗ nha, mày nói là người ta chọc mày đúng sai chỗ, tao sẽ quất cho mày chèm bẹp luôn. Và mày sẽ tự giải nghệ luôn, kiếm nghề khác làm đi con. Trở về nghề cắt tóc của mày đi. Bây giờ nếu mà cái Bộ Văn hóa Thông tin mà nào mà đi cấp cái phép cho mày đi hát nữa đó, thì thôi rồi, còn chi đâu Hưng ơi.
Đúng không quý vị? Nếu đúng quý vị thả tim cho em đi, coi ai còn đi cấp phép cho cái thằng mất dạy chửi cả công chúng như đi hát nữa không quý vị? Tin em không quý vị? Thả tim em đi. Đó bây giờ mày nhìn người ta tẩy chay mày rồi đó. Bây giờ quý vị thấy đúng không quý vị? Thả tim cho em đi. Một khi á mà tôi đánh á, tôi đánh knock out. Tôi không phải là người hồ đồ. Và tôi sẽ hỏi rằng nó đủ tư cách để nó lên sân khấu nữa không? Từ ngày hôm nay trở đi, tôi tuyên bố với quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 7 âm lịch năm 2021. Tôi tuyên bố với quý vị rằng kể từ ngày hôm nay, thằng Đồm Vĩnh Hưng sẽ mãi mãi không bao giờ bước lên sân khấu nữa. Quý vị tin tôi, quý vị thả tim tôi đi. Vì cái tư cách này thì làm sao mà lên sân khấu được nữa quý vị? Thấy không? Nó tưởng rằng nó chửi như vậy, nó thưa kiện như vậy, nhưng mà cái đạo đức tư cách của mày không có thì mày tự giết mày rồi. Thấy chưa? Tao nói 1000 lần không sao, còn tụi mày phát ngôn là tụi mày xong rồi. Đó, thằng nào con nào fan cuồng á, dảnh cái lỗ tai lên nghe đi. Nó chửi cái dòng cái họ mình đó, mình đi ngưỡng mộ nó đi. Thấy không? Mình ngưỡng mộ nó, mình thần tượng nó, mình bảo bọc nó, mình bảo vệ nó, mình đi chửi người khác để ngày hôm nay nó chửi công khai cả dòng họ cha mẹ anh em nhà mình đó. Nó chửi cả cộng đồng trong và ngoài nước đó. Vậy thì tao hỏi mày rằng tao đủ tư cách để kiện mày không được lên sân khấu chưa? Đủ chưa? Một người nghệ sĩ gọi là được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt mà chửi cộng đồng như chó, rủa xả xe cán, mày đủ tư cách lên sân khấu nữa? Tao mới lại đó nha, Đàm Vĩnh Hưng hứa với mày một nốt nhạc luôn. Thật đó quý vị, từ ngày hôm nay trở đi quý vị nhớ nha, hãy xem coi thằng Đàm Vĩnh Hưng nó còn được lên sân khấu hát nữa không. Quý vị tin tôi đi, với cái tư cách đạo đức của mày và với những cái bằng chứng này, ai cho mày lên sân khấu nữa Đàm Vĩnh Hưng? Chẳng lẽ trên đời này hết ca sĩ rồi sao? Hết ngôi sao rồi sao? Mày có hát hay 1000 lần mà đạo đức tư cách của mày đi chửi công chúng như vậy, ai cho mày lên nữa? Đây là gì? Đây là cái cú knock out mà mày tự đánh knock out mày đó. Ai không dám với chị Hằng mày là quất mày thẳng mặt luôn, thẳng bản luôn. Mày thưa đi, mày cứ cố gắng mày làm hết những gì có thể đi, để rồi mày sẽ không bao giờ bước chân lên sân khấu nữa. Tất cả những cái đồ mày mặc, những cái gì mà mày sắm ra để mày lên sân khấu á, mày nên kêu thanh lý hết đi, vì mày sẽ không bao giờ được lên sân khấu nữa. Tư cách đạo đức mày hát ai nghe? Mày lên mày chửi người ta như vậy, mày chửi cả tất cả mọi người như vậy, thì chứng tỏ là mày đã đến lúc mà mày đào một huyệt mày chôn mày rồi. Mày hay đến cái mức như vậy đó, bởi tao đã thông minh quá hóa dại. Phải không? Quý vị tin tôi không? Quý vị tin tôi rằng từ ngày mai trở đi á, thằng Đàm Vĩnh Hưng sẽ không bao giờ được lên sân khấu hát nữa không? Kể cả sau cái mùa dịch này, thì tôi sẽ thấy tất cả những cái ghi âm mà nó chửi cộng đồng mạng như vậy đó. Thì tôi chỉ hỏi là đạo đức tư cách một người ca sĩ tự xưng cho mình là ông Hoàng Nhạc Việt đủ tư cách không? Thì bây giờ là sẽ làm Vĩnh Biệt nha. Từ hôm nay là mày sẽ là Đàm Vĩnh Biệt chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng. Tạm biệt mọi người đi. Đúng không quý vị? Nói có cơ sở chứ không phải là nói hồ đồ nha. Không bao giờ cái đất nước này mà để cho một cái người mà mang danh là ca sĩ mà đi chửi cộng đồng mạng như vậy, chửi không còn một chỗ nào rủa xả. Rồi vừa rồi tụi mày đã làm những cái trò gì để tụi mày bưng bít nhau? Tụi mày nhoi lên vì đâu? Tụi mày nhoi lên, tụi mày nâng đỡ nhau để tụi mày nhoi lên. Bởi vì tôi nói cái người có tài thật sự á, đôi khi là bị dùi dập. Còn những cái thành phần như vậy á, thì được đưa lên cái vị trí rất là cao. Nhưng mà rồi cuối cùng á, sự thật cũng lột trần ra tất cả. Bởi vì văn hóa tư cách đạo đức của tụi mày á, có ém cỡ nào cũng không thể được. Bởi vì tụi mày có tô son két phấn, tụi mày có mặc bao nhiêu đồ hiệu vô, cái bản chất bất dạy của tụi mày nó cũng nằm ẩn bên sau bên trong. Nhưng mà khi đụng vô rồi thì nó lộ ra nguyên con nguyên thằng luôn. Đó là gì? Đó là giá trị thật của mỗi con người đó. Đúng không quý vị?
Tôi nói đâu có sai đâu, cho nên nó không thể nào mà lấy tay che đậy được sự thật cả. Có che đậy bao lâu á, rồi nó cũng lộ ra, vì nó thuộc về bản chất rồi. Mà lặp đi lặp lại nữa nhiều lần, bản chất cái hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó thuộc về bản chất rồi. Chứ không phải là một lần sai lầm, mà đây là một sự mất dạy, có sự sắp xếp đàng hoàng. Đăng thẳng một cái clip lên chửi cộng đồng, chứ đâu phải là trong một phút giây nào đó cảm thấy ô bức bực bội quá, bốc đồng quá, bức bội quá chịu nổi chửi một giây cao. Không phải, có một sự chuẩn bị cực kỳ là chu đáo để tác thẳng với mặt cộng đồng và vô ơn với tất cả chúng ta. Tôi nói đúng hay sai quý vị? Một thời quanh thì sẽ tới lúc liệt thôi. Và từ hôm nay trở đi á, quý vị hãy tin tôi đi, Đàm Vĩnh Hưng sẽ không đủ tư cách để bước chân lên sân khấu. Nếu mà Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu á, tôi thua quý vị, cái gì tôi cũng thua hết. Vì sao? Tôi sẽ đưa nó ra trước cái bộ văn hóa thông tin á, coi tư cách đạo đức của nó có đáng là một ca sĩ nữa không, và chúng ta có cần nghe những con người mà nó chửi chúng ta như vậy, nó hát cho chúng ta nghe nữa không, nó ru cho chúng ta ngủ nữa không. Cái tài còn đó mà cái đức đi mất rồi, thì quý vị nghĩ xem nó xuất thân từ đâu, mà ngày hôm nay nó lên nhờ ai, và bây giờ nó được chút đỉnh rồi, nó lên được rồi thì nó quay lưng nó chửi thẳng cho mặt cộng đồng luôn. Sao mày không kêu thẳng tao mày chửi nè? Đó, tôi có sách bách có chứng cho quý vị coi đàng hoàng đó. Tôi đâu có nói gì sai đâu. Vậy thì từ ngày hôm nay trở đi á, quý vị có thấy rằng là kết liễu tụi nó đúng không? Đâu có sai đâu. Nếu không á quý vị ơi, nếu không có những cái sự va chạm á, thì chúng ta sẽ bị mắc lừa suốt đời. Cho nên tôi nói quý vị nghe là càng lúc tôi càng thấy tôi đúng. Ai cổ vũ hay không cổ vũ gì, bản thân tôi thấy tôi đúng cái mặt bằng chung là tôi làm hết. Cho nên hôm nay tôi chính thức tôi kêu tên Đàm Vĩnh Hưng ra, và tôi nói thẳng với quý vị rằng là tôi sẽ gửi tất cả những cái này lên bộ văn hóa thông tin, cái nơi nào mà cấp phép cho ca sĩ hát, coi nó còn lên nó hát nữa không. Và con Phi cô nương nữa, tư cách đạo đức của nó quý vị thấy có còn muốn nghe nó hát nữa không. Tụi nó diễn hay quá, diễn xuất sắc luôn, diễn từ trên sân khấu diễn tới ngoài đời. Và khi cần thì Hưng đây cũng không thiếu giang hồ chặt chém nha quý vị. Muốn thể hiện rằng là chơi kiểu nào tao chơi kiểu đó. Chưa đủ tuổi đâu Hưng ơi. Mày nên nhớ rằng mày đang sống trong một cái cộng đồng lớn, chứ không phải là mày ru ngủ được một số người nhỏ nhỏ, một nhóm nhỏ nuôi sống mày cả đời đâu. Đổi nghề đi là vừa rồi. Đúng không? Quý vị thấy rõ ràng suốt 5 tháng nay hai cái thằng quan trọng nhất không hề ló mặt ra. Thí chốt thằng này, thí chốt thằng kia, thí chốt con nọ. Quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên tôi nói quý vị nghe nè, sự thật đó, tôi đã làm cho quý vị rất nhiều, rất là nhiều điều. Mà chúng ta càng cảm thấy rằng là sau những cái trận như thế này, chúng ta bắt đầu sợ thật sự cái giới mà đi kêu gọi từ thiện. Rồi cái giới mà gọi là ca sĩ, kịch sĩ, hài sĩ. Quý vị thấy không? Trời ơi, phát ngôn phải nói là cực kỳ là mất dạy. Phải nói là cực kỳ là mất dạy luôn, chứ đừng có nói là bình thường. Đó, bữa nay tao kêu thẳng mày ra, tao chửi mày luôn á. Và tao sẽ đợi gửi hết tất cả những cái lời phát ngôn của mày lên cái nơi nào mà cấp phép cho mày lên hát á. Thử coi mày còn lên hát nữa không? Mày đừng có thách thức cộng đồng. Thấy không? Giống như cái thằng mà thách thức danh hài đó sẽ trở lại và sẽ là cho tôi nhục. Mẹ mày, bây giờ tụi mày giải tán sạch sẽ luôn. Bao nhiêu cái tiền quảng cáo, bao nhiêu người ta tấn công vô tụi mày sập hết luôn. Vậy thì tụi mày thấy sức mạnh cộng đồng chưa? Tụi mày tưởng rằng tụi mày hài kịch ca hát rồi tụi mày đem lại cuộc sống cho thiên hạ. Tụi mày sai rồi, tụi mày tự cho tụi mày vĩ đại quá. Không có ăn mới chết, bệnh mới chết. Không có lời ca tiếng hát tụi mày người ta vẫn sống nhăn răng. Mà người ta khổ, người ta khó đó, tâm hồn đâu mà nghe tụi mày diễn, tụi mày hát nữa. Thành ra tụi mày tự cho tụi mày những cái quyền quá sức tưởng tượng, ảo tưởng sức mạnh rồi. Những cái người ca ngợi tụi mày tưởng tụi mày là ai? Tụi mày là một đồ mất dạy. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ đem ra tôi nè, một người phụ nữ rất là bình thường, chỉ là một người doanh nghiệp bình thường thôi, chửi trách tôi, chê trách tôi, phát ngôn thế này, phát ngôn thế kia. Tôi đâu phải là người đi ăn lương của thiên hạ. Tôi đâu phải là người đi phục vụ công chúng để tôi lấy tiền đâu. Phải không?
mà bắt lỗi tôi bây giờ thì nghe ông Hoàng Nhật Quyền ông chửi đó. Vậy thì những cái fan nào mà đang ngưỡng mộ, đang cổ vũ, đang sống chết cái ngày đêm, vô dảnh lỗ tai lên nghe. Đã chưa quý vị? Đã chưa? Vì ai vậy? Đó, tôi đã nói rồi, tôi cái lá gan tôi cực kỳ lớn, kêu ra tôi chơi thẳng mặt luôn. Và hôm nay á, mày cũng không cần đi thưa, mày sẽ không bao giờ được lên sân khấu nữa đâu, mày không cần đi thưa. Đó, hôm nay tao tuyên bố, tao tuyên bố một câu, tao sẽ gửi ra những nơi nào cấp phép cho mày, văn hóa thông tin, những cái nơi mà cấp phép cho các cái giới nghệ sĩ á, phải coi lại tư cách đạo đức của tụi mày, chứ không phải để cho tụi mày lên, tụi mày ca, tụi mày hát xong tụi mày á hả, coi như là vô ơn với cộng đồng. Tụi mày quay lại tụi mày chửi cộng đồng mạng, những người đó có ông cha tổ tiên người lớn, tụi mày chửi sạch hết. Quá mất dạy. Nó khỏi cần thưa kiện, đúng mình tao chơi mày nè Đàm Vĩnh Hưng, tao đang rảnh lắm đây. À, cái mùa này tao đang rảnh lắm đây. Mày không cần thưa ai hết á. Tao quất cho mày khỏi lên sân khấu luôn. Chứ mày đừng có nói là mày lên. Một tuần lễ nay á, tao để coi mày làm cái gì. Mày thấy tao không? Quý vị thấy rõ ràng tôi không? Thương ghét rất rõ ràng, rất là sòng phẳng. Nhưng mà riêng cái kiểu này, mày là người cộng cộng, mày là người công chúng, mà mày đi chửi công chúng kiểu này là mày quá mất dạy. Mày không đủ tư cách để làm ca sĩ nữa. Và đặc biệt một điều là tất cả những người mà đang coi như là cấp phép cho mày lên hát, phải coi lại tư cách đạo đức của mày và cấp phép cho mày lên hát, thì mày sẽ thấy được cái hiệu ứng của cộng đồng. Đừng có coi thường cộng đồng, đừng có coi thường người dân như vậy. Tụi mày là loài vô ơn. Lúc tụi mày ăn được, tụi mày gạt được á, thì tụi mày á, tử tế lắm. Lúc mà tụi mày bắt đầu rồi, tụi mày trở mặt tụi mày ra, lộ ra tất cả những gì có thể. Mẹ tao quất luôn cho mày á, là thân bại danh liệt luôn. Mày cũng là một cây đa, cây đề trong cái giới mà tiếp theo. Đó, hai cây đa, hai cây đa, cây đề tới phiên mày tao cho đi luôn. Quý vị có đồng ý em không? Quý vị thả tim em đi, để cho nó bớt ảo tưởng sức mạnh. Quý vị đồng ý em, quý vị cứ thả tim cho em đi, coi nó cỡ nào, nó hoành tráng cỡ nào mà nó muốn cân hết tất cả mọi người. Trời đất ơi, mày dám cân hết tất cả mọi người? Không cần, một cân một mình chỉ hàng 52 kg nè, không cần nhiều. Quá mất dạy, mất dạy, quá sức tưởng tượng luôn. Mẹ mày đi qua bên nước ngoài mày còn dở giọng giống như mày muốn phản động vậy đó. Không đích danh. Từ hôm nay á, tao nói thật với mày á, sự nghiệp của mày bắt đầu sụp đổ rồi đó. Mày đừng có giỡn mặt với cộng đồng, mày đừng có đi giỡn mặt với những người mà yêu cái điều lương thiện, cái chân thiện mỹ. Mẹ giọng ca tiếng hát của tụi mày á, mẹ có nuôi sống được công chúng không? Vô ơn bạc nghĩa, mất dạy. Mày muốn thì mày cứ kiện thẳng tao nè. Không cần kiện kinh 14, 15, 16 gì hết trơn á. Chơi như vậy mới nét đó. Chơi là phải chấp. Còn mày căm thù ai, mày kêu thẳng người đó ra mày chửi, mày không được chửi hỗn láo kiểu đó. Mày có cay cú tao quá, mày kêu thẳng tao ra mày chửi nè. Mày không được chửi không cộng đồng như vậy. Mất dạy. Mày muốn binh đây. Mày càng binh thì mày càng đào lỗ mày cho mày sớm nhất thôi có thể. Đó, bữa nay nói thật với quý vị á, Đàm Vĩnh biệt luôn rồi đó. Coi như ba thằng đó. Đừng có bao giờ mà hy vọng là một ngày nào mày bước lên sân khấu nữa nha, Đàm Vĩnh Hưng. Tao quất cho mày dính tường luôn, và tao dính cho mày, tao quất cho mày coi như là không còn bao giờ là ca sĩ nữa nha, Đàm Vĩnh Hưng. Đúng không quý vị? Nó chửi như đó, nó có đủ tư cách lên hát cho chúng ta nghe nữa không quý vị? Có không quý vị? Quý vị trả thả tim cho em đi. Đó, cho mày bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Đó, cho mày thấy rằng là cái quyền lợi của cộng đồng và cái sự đóng góp của cộng đồng đối với tụi mày đâu có ít đâu. Mày vô ơn, mày chửi, mày rủa, mày chù xe cán người ta cán ai? Mày thế này, mày thế kia, mày đi hăm dọa lại cộng đồng. Mày muốn chửi ai, mày kêu tên người đó ra. Mày không được phép chửi tập thể như vậy. Mày chửi tập thể như vậy, tao kết mày là một thằng mất dạy. Mà mày là người của cộng đồng nữa mà mày chửi như vậy thì mày quá mất dạy. Tao chốt hạ mày luôn, từ hôm nay trở đi á, là tao sẽ kêu gọi tới tất cả những nơi mà cấp phép cho mày không bao giờ có tư cách bước lên sân khấu nữa. Không xứng đáng. Mày kết thúc một cuộc đời của mày rồi đó, Đàm Vĩnh Hưng. Mày thử với tao nè, tao gan
cái lá gan nó 50 kg nè Đàm Vĩnh Hưng, mày thử với tao nè. Quý vị thấy em nói đúng không? Không có nói sai đâu. Trái nhà mới lòi ra mặt chuột, đụng tới quyền lợi đi rồi sẽ có cái thước đông, thước đo, thước đếm. Còn bình thường ai cũng che đậy hay lắm, giỏi lắm, lịch sự lắm, tử tế lắm. Đụng tới quyền lợi đi, nó chửi như chó đó, nghe chưa? Đó, những cái người mà gọi là fan hâm mộ, cổ vũ ngày đêm điên cuồng đó, nghe chưa? Nó chửi cả cha, cả mẹ, cả anh, cả em của mình, nó chửi mình ra. Thậm chí nó cũng không biết mình là fan hay không fan, nó chửi luôn đó, nghe chưa? Thấy nhục chưa? Tôi nói đâu có sai đâu quý vị, đúng không? Lòi ra từng đứa một, chửi tục, ăn tục, nói khoét. Mẹ tụi mày chẳng qua là tụi mày chỉ là diễn viên mà diễn trên sân khấu, diễn luôn xuống ngoài đời. Sống bẩn thỉu, sống dơ dái, sống tục tiểu, sống mất dạy, dĩ dãng dơ dái, dễ gì giấu giếm. Đó, nâng đỡ nhau lên, lăn lăn xê nhau lên, bây giờ tao lăn nhục cho tụi bay rớt xuống nè. Thấy chưa? Cái đó là gì? Đó là cái đạo đức của tụi mày không có tồn tại được khi mà tụi mày sống dối gian. Thì tụi mày mới lộ ra đó, tụi mày mới trở thành những con người ngày hôm nay mà công chúng nhận diện ra tụi mày là ai. Thấy không? Tiền bạc đi đi quyên góp á, tụi mày cũng bỏ túi riêng. Tao chửi hàng ngày đó, tại sao không dám là minh bạch tài chánh đi. Rồi bây giờ điên cuồng quá đi lên chửi công chúng hả? Trong công chúng nó có tao nha, có gia đình tao nha. Cho nên á, cái tội của mày á, là tội quơ đũa cả nắm. Thì tao chửi, tao quất mày. Còn mày kêu đúng một người nào ra đi, thì cái đó chuyện của mày với cá nhân người đó. Tao hôm nay kêu đúng mày ra nè, ở đây không có dùng cấm nào cả. Tao cào tụi bay từ trên xuống dưới, ở đó mà dùng cấm. Mày chọc lộn chỗ rồi, mày nghĩ mày là ai vậy? Không ai dám đụng mày hả? Mày là cái gì vậy? Một đốt nhạc thôi, đúng không? Thà là mày đừng có chửi như vậy, tao chưa chắc lên tiếng. Nhưng mà mày chửi như vậy là mày chửi trong đó có tao, có gia đình tao, có công ty của tao, là tao chửi mày. Còn nếu mà mày đích danh mày kêu một người nào ra mày chửi, giống như tao kêu mày ra tao chửi nè, đâu có ai bắt lỗi được tao đâu, đúng không? Thằng mất dạy, quá mất dạy. Mày sống trong một cộng đồng mà mày ăn nói mày bố láo tới kiểu đó. Mẹ mày gặp cái thằng nào mà nó đi nó quất cho mày be mỏ mày ra chứ, ở đó mà mày ông hoàng. Ai đặt cho mày cái ông hoàng vậy? Mày tưởng mày là ông hoàng mà ông hoàng tư cách của mày á? Trời đất ơi, nhục chưa? Mất dạy, quá mất dạy luôn. Quý vị thấy tôi chửi đúng không? Đâu có sai đâu. Nó rủa tất cả là thằng ngu con ngục, nó chửi tất cả, nó chửi hội đồng luôn chứ nó không chừa ai hết trơn. Vậy thì ai còn đi nghe nhạc của nó nữa không? Thì chẳng khác nào nghe nó chửi rồi, đúng không? Đâu có sai đâu quý vị, không hề sai nha quý vị. Tôi nói thật với quý vị á, tôi á chơi là chơi thẳng mặt luôn, chưa bao giờ chửi xỏ ai hết. Quý vị trước đó mà chưa có cái chỉ thị T4 gì đó, tôi lôi thẳng mặt ra luôn, tôi sợ gì. Sau này tôi còn né né được một chút là vì tôi quá lịch sự thôi. Còn cái thứ mất dạy hồ đồ như vậy á, trời đất ơi, ông hoàng, mày mua bô mày đội vô. Từ hôm nay trở đi á, là những người đàng hoàng khai tử mày, mày nhớ nha, Đàm Vĩnh Biệt sẽ khai tử mày mãi mãi luôn. Người ta cần tư cách đạo đức chứ đâu phải người ta cần cái giọng hát của mày. Mày có nghe không? Có một ông nào ở dưới quê đó, ông nói là cái giọng hát của mày á, để cho mấy con heo nó có bầu đó, nó nghe để mà nó cảm thấy nó thoải mái, để nó giống như là nó thụ thai để nó có bầu đó. Mày thấy chưa? Mày thấy người Việt Nam người ta sống chưa? Đừng có mít lòng. Mà mít lòng á, mà mít lòng cả cộng đồng á thì thôi rồi, mày xong luôn rồi. Bữa nay là mày Đàm Vĩnh Biệt luôn rồi, thằng Đàm Vĩnh Biệt luôn rồi. Đó, ngày mai tao sẽ gửi tất cả những cái gì liên quan tới phát ngôn của mày, kể cả mày ra nước ngoài, mày có những cái phát ngôn giống như là phản động vậy đó, mày sẽ làm hồi sinh lại cái thời năm 75. Năm 70, trước năm 75 là chưa giải phóng. Ý mày muốn nói là mày làm lại cho cái cuộc sống ngày xưa, mày mang cái tính chất phản động chứ gì. Thấy không? Mai là mày qua bên đó mày bị tẩy chay, mày còn bị xịt keo lên mặt á. Mày mà qua bên đó mà mày được cổ vũ thì thôi, mày phản động chắc.
đúng không? Cũng không có đất sống cho mày thì mày mới vậy thôi, chứ nếu mà tất cả đều cổ vũ mày thì đưa mày vô đó là chắc luôn rồi. Mày cũng mang mầm móng tư tưởng mày mới nói những cái lời đó ra được. Con người đàng hoàng, một công dân tư cách đàng hoàng á, không bao giờ đi phát ngôn như vậy. Mày cũng quay lưng nhanh đó chứ, đúng không? Quay lưng cũng rất nhanh đó chứ. Nhưng mà tại vì không có ai chứa mày, người ta phản đối mày bên đó, cho nên mày mới mò cho về. Chứ nếu mà bên đó mà tụi mày có đất sống thì tụi mày cũng đã lưu vong phản động mẹ nó rồi. Cái đó là mầm móng của tụi mày, cho nên tụi mày mới phát ngôn những cái câu đó đó. Quý vị thấy em nói đúng không? Đâu có sai đâu. Thì ra là một đám của tụi mày cực kỳ là ghê tởm, thật sự luôn á quý vị. Bây giờ mới biết ra là quá ghê tởm. Nó cấu kết với nhau, nó liên kết với nhau để nó đối đãi với chúng ta như vậy đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Ngày hôm nay á, tao nói thật với mày một điều nha, Đàm Vĩnh Hưng, tất cả những người chân chính mà có liêm sĩ, có lòng tự trọng, nó khai tử mày hết. Mày tin tao đi, từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 âm lịch, tháng này tháng cô hồn nè. Đó, tháng này tháng cô hồn nè, mày nhớ ngày hôm nay là tao Nguyễn Phương Hằng lên công khai chửi mày. Và tao nói thật với mày, những người chân chính sẽ khai tử mày.